Chào tất cả các học sinh, chúng ta lại quay trở lại với khoa học toán lớp 10 của trường web olm.vn Như vậy chúng ta đã kết thúc năm chương của chương trình đại số lớp 10 Năm chương này đều là những kiến thức mà chúng ta khá quen thuộc với những kiến thức mà chúng ta đã học ở chùa cơ sở Bài hôm nay chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên, chương cuối cùng là chương 6 của chương trình đại số lớp 10 Chương này chúng ta sẽ đến với những kiến thức rất là mới. Khái niệm về lượng giác thì chúng ta cũng đã học. Khái niệm về giá trị lượng giác của một góc thì chúng ta đã học ở lớp 9 cũng như là chương 2 của chương trình học lớp 10. Nhưng chúng ta mới chỉ nghiên cứu đến một số góc ở trong khoảng từ 0 đến 180 độ. Ở chương này chúng ta sẽ nghiên cứu những góc gọi là góc lượng giác. Chúng có thể có số đo lên đến hàng nghìn độ và chúng có thể có những số đo là âm nữa. Đây là một bài rất là quan trọng đặt nền tảng cho phần kiến thức lượng giác mà chúng ta sẽ học ở lớp 10 cũng như là chương đầu của lớp 11. Như vậy thầy hy vọng các em hãy theo dõi thật kỹ bài giảng để nắm được những kiến thức cơ bản một cách chắc chắn nhất nhé. Bài này, thầy sẽ có 4 phần chính như sau. Đầu tiên là cung và góc lượng giác. Chúng ta sẽ nghiên cứu thế nào là cung và góc lượng giác. Phần thứ hai, đó là chúng ta tìm hiểu về số đo độ và số đo độ radian. Đây là một đơn vị đo góc mới mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài hôm nay. Phần thứ ba đó là số đo của một cung và một góc lượng giác và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu cách biểu diễn một cung lượng giác ở trên đường tròn lượng giác. Chúng ta sẽ đi ngay vào phần đầu tiên đó là cung và góc lượng giác. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là một đường tròn định hướng. Ở đây thầy có một đường tròn tâm O và thầy có một điểm A trên đường tròn đó. Vậy thì điểm A của chúng ta sẽ có những cách di chuyển như thế nào? Nó có thể di chuyển theo hướng như thế này để di chuyển đến điểm này và nó cũng có thể di chuyển như thế này. Vậy một đường tròn được gọi là đường tròn định hướng khi mà trên đường tròn đó chúng ta đã chọn chiều chuyển động và chiều chúng ta chọn này chúng ta gọi là chiều dương và chiều ngược lại với chiều dương chúng ta gọi là chiều âm như vậy thì theo ý thích của mỗi người thì có người sẽ chọn chiều ngược chiều kim đồng hồ như thế này là chiều dương cũng có người chọn chiều thuận chiều kim đồng hồ như thế này là chiều dương như vậy để nhất quán thì người ta sẽ quy ước là chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ sẽ được quy ước là chiều dương. Đây, chiều theo hướng mũi tên như thế này là chiều ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ quy ước nó là chiều dương. Và chiều cùng với chiều kim đồng hồ là chiều ngược lại sẽ là chiều âm. Phần này nó sẽ có liên hệ mật thiết với những phần kiến thức về cung và góc lượng giác, số đo của cung và số đo của góc lượng giác chúng ta sẽ học ở phần sau. Các em chỉ cần ghi cho cho thầy đó là đường tròn định hướng nó là đầu tiên nó phải là một đường tròn trước và trên đường tròn này chúng ta chọn chiều chuyển động. Nó là chiều dương và chiều dương này chính là chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ. Bây giờ khi định nghĩa được đường tròn định hướng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành định nghĩa cung lượng giác là gì. Thầy có đường tròn định hướng trên này thầy chọn hai điểm A và B và điểm M có thể di chuyển như thế nào để đi từ A đến B ở trên đường tròn này nó có thể di chuyển theo một cung tròn đó là cung nhỏ AB như thầy đánh dấu màu xanh ở đây hoặc nó cũng có thể di chuyển như sau nó di chuyển một vòng tròn từ A về điểm A như thế này rồi nó lại di chuyển tiếp từ A đến B trên đường tròn như vậy thì nó đã di chuyển nhiều hơn ở trường hợp bên này một vòng đường tròn. Và tương tự như thế, nó có thể di chuyển thêm nhiều vòng đường tròn nữa miễn là nó đi được từ điểm đầu A đến điểm kết thúc là B. Và các em để ý, ở đây nó đã di chuyển theo chiều dương hay là chiều âm? Nó đã di chuyển theo chiều dương, tức là chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ. À như thế thì nó cũng có thể di chuyển theo chiều âm. Như thế này. Trường hợp này điểm M di chuyển từ A đến B theo một cung chính là cung lớn AB ở trên đường tròn. Tương tự như ở trên thì nó cũng có thể di chuyển nhiều hơn trường hợp ở bên này một vòng đường tròn nữa và nó cũng có thể di chuyển thêm nhiều vòng đường tròn nữa. Các ví dụ mà thầy đưa ra ở đây chính là những ví dụ về các cung lượng giác của chúng ta. Như vậy thì các em có thể hình dung cung lượng giác là gì? Cung lượng giác AB chính là cung tạo được khi điểm m di chuyển từ điểm a đến điểm b trên đường tròn, nó khác với cung tròn mà chúng ta đã học ở lớp 9. Đó là cung tròn ab của chúng ta trên đường tròn thì chúng ta chỉ có thể có cung lớn ab hoặc là cung nhỏ ab thôi. Còn cung lượng giác ab, chúng ta có vô số cung lượng giác có điểm đầu a và điểm cuối b. Thầy có định nghĩa chính xác như sau. Một điểm M mà di động trên đường tròn từ A đến B có thể là theo chiều âm hoặc theo chiều dương, thì sẽ tạo nên một cung lượng giác. Như vậy thì với hai điểm A, B đã cho ở trên đường tròn định hướng, thì chúng ta sẽ có vô số cung lượng giác có điểm đầu là A và điểm cuối là B. Nó phụ thuộc vào việc điểm M này di chuyển bao nhiêu vòng đường tròn và nó di chuyển theo chiều âm hay là chiều dương. Và chúng ta sẽ ký hiệu một cung lượng giác có điểm đầu A và điểm cuối B như thế nào. Chúng ta sẽ ký hiệu là AB và ký hiệu mũi tên cong như thế này, theo hướng từ trái sang phải. Cung này có điểm đầu là A và điểm cuối là B. Và điểm đầu A này chúng ta còn có thể gọi nó là điểm gốc. Và điểm cuối chúng ta còn có thể gọi là điểm ngọn. Như vậy chúng ta đã hiểu được thế nào là một cung lượng giác. Từ định nghĩa về cung lượng giác thì chúng ta cũng có thể định nghĩa về góc lượng giác. Góc lượng giác là gì? Bây giờ các em hãy để ý cho thầy. Khi điểm M di chuyển từ điểm A đến điểm B thì thì tia OM của chúng ta cũng quay quanh góc O và di chuyển từ vị trí của tia OA đến vị trí của tia OB. Như vậy thì nó sẽ tạo thành một góc Các em ghi nhớ là chúng ta đã học về khái niệm góc ở lớp 6 rồi Góc là hình gồm có hai tia trung gốc Như vậy thì góc nhận được ở đây chúng ta sẽ gọi nó là góc lượng giác Và góc này tạo thành bởi hai tia OA và OB Chúng ta gọi tia OA là tia đầu và tia OB là tia cuối Cũng tương tự như cung lượng giác AB, A là điểm đầu và B là điểm cuối Vậy thì góc lượng giác nó có đặc điểm khác với góc bình thường như thế nào dựa theo sự chuyển động của điểm M của chúng ta là theo chiều âm hay là chiều dương và nó di chuyển bao nhiêu vòng đường tròn thì nó sẽ ảnh hưởng đến số đo của góc lượng giác của chúng ta chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau đó chính là sự khác biệt với khái niệm góc mà chúng ta đã học ở trong cơ sở hay nói rõ hơn là góc ở tâm mà chúng ta đã học ở lớp 9 và cuối cùng kết thúc mục cung và các lượng giác này chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm cuối cùng đó là thế nào là đường tròn lượng giác đường tròn lượng giác là một công cụ rất quan trọng ở trong toán học cũng như trong vật lý vậy thì đường tròn lượng giác là gì đường tròn lượng giác rất đơn giản đầu tiên nó là một đường tròn định hướng đường tròn định hướng này nó có đặc điểm là gì các em nhìn hình vẽ đây cũng có thể thấy ngay nó có tâm là gì và nó có bán kính là bao nhiêu nó có tâm là Góc tọa độ O và nó có bán kính là bằng 1. Cho nên nó đi qua các điểm A10, B01, A'-10 và B'-1. Và B'-01 và B'-0-1. Đây chính là đường tròn lượng giác của chúng ta. Rất là đơn giản như vậy nhưng mà ứng dụng của nó là rất rất nhiều. Ở phần cuối của bài học thì thầy sẽ nói kỹ hơn về ứng dụng của đường tròn lượng giác. Như vậy chúng ta đã kết thúc phần 1, đó là cung và góc lượng giác. Chúng ta đã nắm được những khái niệm và những định nghĩa cơ bản về cung, góc lượng giác cũng như đường tròn lượng giác.